Theo chuyên gia quân sự của Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ Michael Kopman, Ukraine giờ đây phải đối mặt với một thách thức khác từ Moscow, hệ thống chiến hào giả đóng vai trò như bẫy mìn. Kể từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công từ tháng trước, Kiev đã phải đối phó với hệ thống phòng tuyến vững chắc và kiên cố mà Nga đã xây dựng trong nhiều tháng qua, gồm công sự, rào chống tăng và bãi mìn. Ukraine đã ghi nhận thiệt hại khá lớn trong nỗ lực xuyên phá những chướng ngại này. Ông Kopman, người vừa thực hiện chuyến đi tới Ukraine cùng với các chuyên gia khác, đã ghi nhận các thông tin từ lực lượng tiền tuyến của Ukraine. Theo ông, khi chiến sự kéo dài tới tháng thứ 17, Nga vẫn đang tiếp tục thích nghi với tình hình để đối phó với đà phản công của Ukraine. Nga xây các chiến hào giả có chứa đầy mìn để lực lượng Ukraine tiến vào. Nga sử dụng mìn kích hoạt từ xa và sau đó kích nổ chúng. Ông Kopman nói về những cái bẫy mà Moscow đặt ra với lực lượng Ukraine. Phá mìn trong chiến hào là một nhiệm vụ chiến trường, thách thức yêu cầu sự phối hợp của lực lượng pháo binh với các đơn vị khác. Vì Ukraine đang trong đà phản công, nên việc lực lượng nước này nhanh chóng di chuyển vào các hệ thống chiến hào của đối phương có thể ẩn chứa rủi ro tiềm ẩn và thách thức. Mặt khác, trên tiền tuyến, Nga cũng đang tìm cách làm giảm hiệu quả chiến đấu của Ukraine. Ví dụ, theo ông Kopman, Nga đã tăng gấp 2, gấp 3 lượng mìn trong trận địa nhằm mục tiêu phá hủy phương tiện phá mìn của đối phương. Các khí tài này thường có thể chịu được từ 1 tháng 2 quả mìn, nhưng nếu nhiều hơn, chúng có nguy cơ cao bị nổ tung. Ryan Hendrickson, cựu kỹ sư thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ và tình nguyện viên gỡ mìn ở Ukraine, cho biết Nga đang sử dụng nhiều chiến thuật với thuốc nổ để gây khó khăn cho Ukraine. Hendrickson cho biết, phía Ukraine phải đối mặt với những bãi mìn rất phức tạp, trong đó Nga dùng mìn sát thương và các chất nổ khác để bảo vệ các mìn chống tăng. Cách triển khai trận địa như vậy dường như tạo ra cái bẫy, thách thức lực lượng tham gia tháo mìn trên tiền tuyến. Không chỉ có bãi mìn phức tạp phải vượt qua, Ukraine cũng phải đối mặt với các lớp phòng thủ chồng lên nhau của Nga, theo ông Kopman. Để cản đà tiến của Ukraine, quân đội Nga bố trí lực lượng chính quy, đơn vị súng trường cơ giới, đặc nhiệm với pháo binh hùng hậu. Hỏa lực của Nga tạo ra một lớp phòng thủ từ xa, sẵn sàng tấn công phủ đầu khi các nhóm lực lượng Ukraine tìm cách đột phá. Nga cũng triển khai hàng loạt vũ khí chống tăng khác, cũng như máy bay không người lái tự sát trực thăng tấn công. Các lớp phòng thủ chồng lên nhau khiến Ukraine gặp phải thiệt hại nặng về tăng, thiết giáp trong những tuần đầu phản công. Theo ông Kopman, Nga đã đào rất nhiều công sự kiên cố, có bom khe, có đường hầm ở một số khu vực của tuyến chính. Ông nhận định đây là tuyến phòng thủ rất đáng gờm của Nga. Theo chuyên gia trên, sẽ rất khó để Ukraine phản công nhanh và hiệu quả khi phải đối mặt với hệ thống phòng tuyến kiên cố như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.